đại gia Phương Hằng tuyên bố sẽ hỗ trợ mỗi ngày 1.500 lít oxy cho bệnh viện, sẵn sàng trưng dụng trung tâm thương mại 4.000m² khi đất nước cần. Bệnh viện Chợ Giấy đã chính thức xác nhận thông tin này. Những ngày gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng Lò Vỗi liên tục livestream để chia sẻ về cuộc sống của bản thân, cũng như những dự án mà Đại Nam đã làm được trong khi cả đất nước gồng mình chống dịch. Trong livestream mới nhất, nữ đại gia vui mừng tiết lộ khi mỗi ngày Đại Nam đã cung cấp 1.500 lít oxy cho bệnh viện Chợ Giấy để phục vụ cho bệnh nhân chữa COVID-19. Vợ chồng tôi có trao đổi với giám đốc bệnh viện Chợ Giấy. Anh ấy rất vui mừng vì bắt đầu từ hôm nay thì nguyên liệu oxy y tế của chúng tôi sẽ được cung cấp cho bệnh viện khoảng 1.500 lít mỗi ngày, bà nói. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng khẳng định sẵn sàng dành khu trung tâm thương mại rộng 4.000m² để làm bệnh viện dã chiến nếu đất nước cần tiện đây. Thông báo với quý vị luôn là khu dân cư 100 hectare của tôi ở trên Bình Phước có một trung tâm thương mại 4.000m² tôi đã xây dựng xong, thì khi mà cần sẽ trưng dụng, 4.000m² có thể làm rất nhiều chuyện, bà Phương Hằng nói. Trong livestream, bà Phương Hằng cũng nhắc đến về số tiền 1.000 tỷ. Bà chủ Đại Nam cho rằng hiện nay tiền không quan trọng bằng oxy. Nguồn oxy thì chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để phục vụ cho y tế. Tôi livestream như thế này thì các bác sĩ bệnh viện đều lắng nghe và họ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi mà chúng tôi có nguồn oxy tiếp tế. Nếu bây giờ bỏ ra 1.000 tỷ và oxy để thở cứu người thì cái nào quý hơn hả mọi người? Một ngày 1.500 lít oxy quý vị tưởng tượng xem có giá trị không quý vị. Sáng ngày 28 tháng 7, fanpage chính thức của Bệnh viện Chợ Giấy đã có bài viết cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty cổ phần Đại Nam. Nội dung của bài viết: trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID, nhu cầu sử dụng oxy tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ngày càng gia tăng theo số lượng bệnh nhân nặng. Là những đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng, số lượng oxy sử dụng tại Bệnh viện Chợ Giấy và Bệnh viện Hồi sức COVID-19 luôn ở mức cao. Vừa qua, do tuân thủ chỉ thị 16 của thành phố Hồ Chí Minh, đại diện công ty cổ phần Đại Nam đã liên hệ qua điện thoại với ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Giấy, bày tỏ mong muốn chung tay cùng Bệnh viện Chợ Giấy trong công tác điều trị cho bệnh nhân COVID nặng. Theo đó, công ty Đại Nam sẽ cung cấp oxy cho Bệnh viện Chợ Giấy và Bệnh viện Hồi sức COVID-19 để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại hai bệnh viện này. Tuy nhiên, trước đó đánh giá tình hình dịch bệnh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Giấy và Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng oxy trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Và hiện nay, lượng oxy sử dụng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, ban lãnh đạo bệnh viện xin trân trọng đón nhận và đã gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty cổ phần Đại Nam nói chung và CEO Nguyễn Phương Hằng nói riêng bởi hành động cao quý này. Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và lượng bệnh nhân nặng có thể tăng cao hơn nữa, trữ lượng oxy dự trữ trước đó có thể sẽ không đáp ứng đủ, ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Giấy và Bệnh viện Hồi sức COVID-19 sẽ tiến hành sử dụng lượng oxy mà công ty Đại Nam sẽ hỗ trợ. Từ năm 2015 đến nay, Bệnh viện Chợ Giấy đã nhận được sự chung tay giúp đỡ bệnh nhân nghèo của công ty cổ phần Đại Nam nói chung và CEO Nguyễn Phương Hằng nói riêng. Theo đó, từ ngày 21 tháng 9 năm 2015 đến ngày 6 tháng 6 năm 2016, công ty cổ phần Đại Nam đã hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho 68 bé. Sau khi thành lập quỹ từ thiện Hằng Hữu đến tháng 1 năm 2021, công ty tiếp tục hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho 264 bé. Bên cạnh đó, công ty cũng chung tay hỗ trợ cho 32 bệnh nhân nghèo của khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Giấy nằm trong chương trình Quỹ Giờ Vàng.